Tử vi tuổi Mậu Thân 1968 tháng 1 âm lịch. Chào mừng quý cô bác và anh chị đã đến với chương trình Tử vi hàng tháng của 12 con giáp trên kênh Phong thủy Gia Cát. Lời đầu tiên, xin kính chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn và sự hanh thông trong công việc cũng như cuộc sống hàng ngày. Quý vị thân mến, theo quan niệm của tử vi học, số mệnh của con người vào thời điểm được sao tốt soi chiếu, tự nhiên may mắn sẽ xuất hiện. Mỗi một vì sao tốt lại mang đến những vận mệnh khác nhau của mỗi người. Và đây cũng là một yếu tố thúc đẩy hoặc cắt đứt vận may. Ngày hôm nay, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu xem trong tháng 1 âm lịch của tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 có được cát tinh chiếu đến hay không và cát hung nạp vận chi tiết của tuổi Mậu Thân sẽ ra sao. Hãy cùng nghe những phân tích chi tiết của các chuyên gia phong thủy cũng như nghe lời khuyên xem các gia chủ nên làm gì để thành công và thuận lợi trong cuộc sống. Mời quý anh chị hãy theo dõi ngay video sau đây của chúng tôi. Đặc biệt trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mua mạng âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị trên màn hình. Tổng quan tháng 1 âm lịch. Tháng 1 âm lịch được bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 và kết thúc vào ngày 29 tháng 1 âm lịch, tức ngày 12 tháng 2 đến ngày 12 tháng 3 dương lịch. Tháng Canh Dần có nạp âm là Tùng Bách Mộc, tháng Dần Lục Hợp Hợi, Tam Hợp Ngọ và Tuất Thành Hỏa Cục, xung thân, hình tị, hại tị, phá hợi, tuyệt dậu. Đối với những người tuổi Mậu Thân trong tháng 1 âm lịch sẽ cần tránh các ngày. Thứ nhất là ngày âm lịch 12 tháng 1, tức ngày 23 tháng 2 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Dần. Thứ hai là ngày âm lịch 24 tháng 1 năm 2021, tức ngày 7 tháng 3 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Dần. Đây là hai ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Mậu Thân. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, tiêu tiền vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời, để công việc thành công, may mắn, kích công danh, tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang pháp bảo. Nếu mang vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, đồng thời sẽ hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra, còn có các ngày tốt đối với người tuổi Mậu Thân trong tháng 1 âm lịch năm Tân Sửu. Thứ nhất là âm lịch mùng 3 tháng 1, tức 14 tháng 2 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Quý Tỵ, có nạp âm là Trường Lưu Thủy. Thứ hai là ngày âm lịch 15 tháng 1, tức ngày 26 tháng 2 dương lịch, có nạp giáp là Ất Tỵ, có nạp âm là Phúc Đăng Họa. Thứ ba là ngày âm lịch 27 tháng 1, tức ngày mùng 10 tháng 3 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Tỵ, có nạp âm là Sa Trung Thổ. Đây là hai ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ. Anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Tổng quan Mậu Thìn sinh năm 1968 tháng 1 âm lịch. Những người tuổi Thân nói chung và Mậu Thân nói riêng rất ham học, họ có thể thu thập được thông tin cho mình ở bất kỳ đâu. Vì thế mà họ có kiến thức rộng, am hiểu nhiều vấn đề trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Họ thích được tự do, đi du lịch và trải nghiệm những điều mới mẻ, thú vị xung quanh mình. Bước vào tháng 1 âm lịch, tình hình sự nghiệp, tài lộc của bản mệnh không có nhiều khởi sắc. Không quá hy vọng đây sẽ là một tháng tốt đẹp với các gia chủ tuổi Mậu Thân. Canh Dương Kim gặp Thân Dương Kim nên gọi là tỷ kiên, nghĩa là được sự trợ giúp, hỗ trợ từ những người thân, anh em của mình. Trong tháng này, nếu gia chủ gặp phải những vấn đề khó giải quyết hoặc không giải quyết được, hãy nhớ mình vẫn còn những người thân xung quanh để tìm sự giúp đỡ, hóa nguy thành an, hóa hung thành cát. Trong tháng này, các gia chủ Mậu Thân sẽ cần chú ý ngày âm lịch 24 tháng 1, tức ngày 7 tháng 3 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Dần. Đây là ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Mậu Thân sinh năm 1968.
Trong tháng này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng như nhập trạch, động thổ, tiến hành hợp tác, làm ăn. Nếu muốn tiến hành, cần tham khảo kỹ càng ý kiến từ các chuyên gia phong thủy để công việc thành công, may mắn, kích hoạt công danh, tài lộc, tình duyên. Các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Đây là vật phẩm nếu mang bên mình sẽ là vật phẩm hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, là vật phẩm hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Về sự nghiệp, với tuổi Mậu Thân, sự nghiệp gần như bị bỏ lại vì hầu hết các bạn đã thành thơi hoặc làm ít dần, hoặc xếp nghỉ hưu và sự nghiệp đang dần rời xa. Nếu bạn vẫn còn làm việc, hãy chắc chắn rằng bạn đặt sức khỏe lên hàng đầu. Lúc này, bạn nên tận hưởng hạnh phúc của mình. Tất nhiên, điều đó không có nghĩa là làm việc không tốt cho bạn. Bạn chỉ cần lập một kế hoạch hợp lý và đừng quá bận rộn hay mệt mỏi. Với những người làm công ăn lương thì dù làm việc chăm chỉ, nhưng bạn vẫn cảm thấy khó khăn trong mối quan hệ với cấp trên. Vì vậy, sẽ khiến cho bạn có cảm giác rằng bạn không được phát huy tài năng của mình và kìm nén niềm đam mê trong công việc ở một mức độ nào đó. Miễn là có cơ hội đi công tác hoặc làm việc ở nơi khác, bạn đừng ngần ngại hoặc che đậy mong muốn ở bên trong của mình. Vì cơ hội để cải thiện vận may của bạn phụ thuộc vào nỗ lực của chính bản thân bạn. Ngay cả khi bạn không thể ra ngoài, hãy cố gắng giải quyết nhiệm vụ mới hoặc làm việc trong một môi trường mới mẻ và gặp gỡ tất cả các khách hàng để may mắn thuận lợi hơn. Những gia chủ tuổi Mậu Thân nên mang theo bên mình pháp khí phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Minh Quang Pháp Bảo được coi là vật phẩm hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, là vật phẩm hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Tài lộc của tuổi Mậu Thân, xét về vận trình tài lộc tháng 1 âm lịch, họa phá tài đang ập đến, tuổi Mậu Thân suy xẻo hết lần này đến lần khác. Bản mệnh không để dành được là bao, tiền cứ vào túi hôm trước, hôm sau là hết. Tiền có thể bị rơi trộm mất, bị lừa mất, thậm chí là do bị phạt tiêu dùng cho việc khám chữa bệnh. Chẳng những vậy, còn luôn có bóng dáng tiểu nhân rình rập, chỉ chờ con giáp này phạm sai lầm mà lấy mất tiền bạc ngay trong tay bạn. Để may mắn thành công, các gia chủ Mậu Thân hãy mang bên mình pháp khí phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Minh Quang Pháp Bảo được coi là vật phẩm hoàn hảo, chứa đựng linh khí trời đất, những tinh hoa của vật pháp cùng sự chất lọc những tinh túy linh thiêng của đất trời, chứa đựng nguồn năng lượng tích cực xua đuổi tà ma, tình cảm và gia đạo. Tuổi Mậu Thân bước sang tháng 1 âm lịch năm Tân Sửu, các mối quan hệ có thể không suôn sẻ cho Mậu Thân. Với những người tuổi Mậu Thân sinh năm 1968, cần giao tiếp nhiều hơn với bạn đời và lắng nghe nhau. Thỉnh thoảng trong cuộc sống, bạn có thể cãi nhau với người đó về những chuyện vặt vãnh hoặc những quan điểm khác nhau về điều gì đó. Ngay cả khi bạn giận dữ với nhau sẽ không tồn tại lâu hoặc có thể dẫn đến chiến tranh lạnh. Vợ chồng bạn đã sống với nhau hơn nửa đời người, hãy bao dung cho nhau, đừng vì chuyện nhỏ mà chia lìa. Ngoài ra, trong tháng 1 âm lịch, gia đình bạn sẽ gặp những xích mích, cãi vã, tranh luận giữa bố mẹ và con cái. Là người chủ gia đình, hãy giữ bình tĩnh và tìm lối giải quyết vấn đề tồn đọng thấu đáo nhất, tránh làm sứt mẻ tình cảm gia đình. Để may mắn hơn trong chuyện tình duyên cũng như nhiều cơ hội may mắn trong công danh và tài lộc, bản mệnh cần mang bên mình vật phẩm phong thủy vòng tam giác khai vận Thân, Tý, Thìn. Vật phẩm là trang sức đeo tay giúp chiêu cát lành, vận quý nhân, hộ thân, tăng cường sức khỏe, chiêu tài, hóa giải thị phi, tiểu nhân quấy phá, kỵ tà, hóa sát. Sức khỏe của tuổi Mậu Thân, tử vi tháng 1 âm lịch cho rằng, trong tháng này sức khỏe có thể có chút khó khăn đối với người tuổi Mậu Thân dành cho cô gái ở tuổi này. Chúng ta cần chăm sóc cơ thể tốt, giữ chế độ ăn uống hợp lý, nhẹ nhàng, chăm chỉ luyện tập các bài tập vận động, thể thao theo độ tuổi của mình. Ngoài ra, để tăng cường sức khỏe, những người tuổi Mậu Thân cần mang bên mình vòng tam giác khai vận. Vòng tam giác khai vận của kênh phong thủy Gia Cát được hầu hết các thầy phong thủy sử dụng là vật phẩm hộ thân, chiêu quý nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại, và là vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả cho việc kích tài lộc cho gia chủ. Trên đây, kênh phong thủy Gia Cát đã trao đổi với anh chị về luận giải vận trình của tuổi Mậu Thân trong tháng 1 âm lịch. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, anh chị có thể áp dụng tránh hung hóa cát để lộ trình công việc được thuận lợi và suôn sẻ. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.